Di Đà Phật. Em mến chào quý cô bác anh chị. Chúc quý cô bác anh chị có được thật là những giây phút vui vẻ trong cuộc sống và lúc nào cũng được an nhiên nha. Hiện tại hai đứa em đang có mặt ở trong chùa Thiên Mụ, chùa rất là nổi tiếng, và hôm nay mời quý cô bác anh chị dành chút ít thời gian cùng viếng ngôi chùa này với hai đứa em nha. Mời quý cô bác anh chị. Thưa với quý vị, là tương truyền vào thế kỷ thứ 18 ở Việt Nam có hai tập đoàn phong kiến đối chọi với nhau để tranh ngôi vương, đó là quân Tây Sơn và phía bên còn lại đó là nhà quân phong kiến Nguyễn Ánh. Thì hai bên đối chọi với nhau, cứ là bên tám lạng kẻ nửa cân cứ phân tranh với nhau. Thì trong một cái trận chiến khốc liệt, bên quân của tập đoàn Nguyễn Ánh đã bị thua và phải chạy rút về. Cứ chạy như vậy, trên con đường mà họ chạy thì bị bao vây tứ phía luôn, phải kiếm những cái lối thật là nhỏ và men theo con đường dọc theo dòng Vàm Cỏ Đông tới một nơi thì thấy là quang cảnh đồng không môn quạnh, có một cái ngôi già lam nhỏ. Thì Nguyễn Ánh mới xin được tá túc ở ngôi già lam đó và được trụ trì cũng như là xã trưởng ở đây mọi người che chở để thoát khỏi sự truy quét của quân Tây Sơn. Cũng một thời gian, nhưng mà tới một bữa thì chúa Nguyễn Ánh nằm ngủ qua đêm, tự nhiên ngài có một cái giấc mộng, có một bà cụ tóc bạc phơ hiện lên lay ngài dậy và chỉ về phía tây. Thì ánh mắt của bà nhìn chúa Nguyễn Ánh với lại một cái niềm gì đó muốn nói và cứ tay lại chỉ về phía tây như vậy. Chúa Nguyễn Ánh bật giác thức dậy và ngay đêm đó ngài ra lệnh là toàn bộ quân đang ẩn nấp ở đó phải rời khỏi khu vực đó ngay. Thì bất ngờ ngày hôm sau quân Tây Sơn ập đến, dường như là người ta đã biết là chúa Nguyễn Ánh đang ẩn trốn ở đây. Và may quá lúc đó thì là chúa Nguyễn Ánh đã thoát khỏi cái vùng đó rồi. Như vậy, với cái giấc mộng như vậy mà chúa Nguyễn Ánh đã thoát khỏi được sự vây bắt của quân Tây Sơn, ngài nhớ điều đó. Và khi mà sau này đã chiến thắng được, đẩy lùi được và xưng đế lên thì ngài mới quay lại vùng đất này và tìm lại ngôi già lam hôm nào vị sư trụ trì cũng như vị xã trưởng đã cứu mình. Thế nhưng lúc đó đã không còn nữa, hai vị đó đã viên tịch, để tưởng nhớ công đức cũng như tưởng nhớ lại một vị có thể là tiên nhân nào đó hoặc là một vị Phật nào đó đã báo mộng cho mình. Thì tại nơi này, ngôi già lam đó, chúa Nguyễn Ánh mà sau này đã lên ngôi vương rồi thành lập ra một ngôi cổ miếu và đặt tên là chùa Thiên Mụ. Cái tên Thiên Mụ, thiên là trời, mụ là tượng trưng cho một bà lão tóc bạc phơ trong giấc mộng của ngài, để tạo nên cái ngôi chùa mang tên là Thiên Mụ, tưởng nhớ công ơn, cũng giống như là để thờ tự tưởng nhớ tới hai vị trụ trì của ngôi già lam đó. Bọn mình đang đứng ở đây ngay tại ngôi chùa Thiên Mụ bên dòng sông Vàm Cỏ Đông, ngôi chùa mà bây giờ nổi tiếng với tượng Phật Bà cao 40 mét, có thể nói là cao nhất ở Long An luôn. Mời quý vô bác anh chị theo chân bọn em tham quan ngôi chùa này để xem chùa Thiên Mụ nổi tiếng khắp mọi nơi có quang cảnh và bề dày lịch sử như thế nào nha. Mời mọi người ạ. Đây là cổng tam quan của ngôi chùa Thiên Mụ, phía bên trên cũng như hai bên của cổng chủ yếu là tiếng Hán nên là bọn mình không có hiểu rõ được lắm, nhưng mà mình sẽ thấy được là đây là chi hội của chùa Thiên Mụ, bếp ăn từ thiện, mình thấy rất là rõ như vậy. Mời mọi người cùng đi theo mình nha. Sân chùa rất là rộng nha. Và ngay tại lối vào luôn thì mình thấy có một khoảng sân rộng và thờ tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai bên là có hai dãy, mỗi dãy có bốn vị Quan Âm nhỏ tọa thiền trên đài sen. Còn chính giữa thì là tượng Phật Quan Âm đứng, có một cái tiểu cảnh hòn non bộ phía sau. Phía trước thì có một cái ao nhỏ có thả cá trong đó, và ao đó hình như là ao sen đó.
Và trong một cái lối đi luôn, mình thấy rất là nổi bật, đó là một cây bồ đề đang phát triển lên, vẫn còn nhỏ thôi, nhưng có một điều rất là ngỡ ngàng, đó là người ta ghi cây bồ đề được gieo từ hạt cội bồ đề nơi Đức Phật thành đạo tại Ấn Độ. Vậy tức là cây bồ đề này được gieo từ cái hạt mà người ta phải qua tuốt bên Ấn Độ tới nơi gốc mà cây bồ đề Phật ngự tại trên đó để thành Phật đó, thì lấy cái đó về đây trồng lên được cây này. Để cái này thuộc dạng là cây cháu của cái cây ở bên Ấn Độ đó. Khoảng sân của chùa trồng nhiều cây sa la mà gốc như thế này chứng tỏ là lâu tuổi và đã ra bông và có cả trái nữa. Trái sa la có nhiều dạng nhưng mà chủ yếu là tròn và ở ngoài màu nâu rất là to nè. Một cái điều thú vị mà mình vừa mới biết gần đây thôi, thì thông qua thông tin ở trên các nguồn á, thì trái này người ta có thể tấy ra ăn ở trong, vị giống như là hơi giống như sô-cô-la, nhưng mà có vẻ là vị chưa có được phổ biến lắm nên là mọi người chưa biết tới nhiều. Cận cảnh hồ cá dưới chân của mẹ Quan Âm nè mọi người. Wow, và có một điều rất là lạ nha. Mọi người thấy cái dòng nước mà chảy ở trên. À có một chú rùa đang ở giữa hồ kìa. Lanh quanh trong hồ thấy yên ắng quá. Và các vị thấy rõ là có một cái dòng nước chảy mà tạo gợn sóng đó là bắt nguồn từ đâu không ạ? À? Nếu mà mình theo cái dấu của dòng nước đó thì cái dòng nước đó chảy từ cái lọ cam lồ ở trên tay của Phật Quan Âm ạ. À. Một cảnh rất là thú vị mà cũng có rất là nhiều cái ý nghĩa. Cảm thấy là giống như là Phật tử được ban phước và được chữa lành từ dòng nước của từ dòng nước cam lồ của Phật Quan Âm ạ. À. Phía xung quanh là có trồng loài hoa này được gọi là hoa trang nè. Ở dưới quê miền Tây của mình hay trồng hoa trang đỏ và hoa trang vàng để làm cái cổng, cái ở ngoài á, hàng rào ở ngoài á. Chùa ở đây khang trang quá, bonsai và hoa giấy rất là nhiều. Dạ, quý vị ơi, bữa nay là chánh điện đã đóng cửa nên là bọn mình không vào được, bọn mình chỉ có thể là lạy từ ở bên ngoài mà thôi. Quý vị ơi, có câu là một lạy xa bằng ba lạy gần. Nếu như mà có dịp mình tới chùa mà chùa lúc đó là cổng đã đóng rồi, mình vẫn có thể là đứng ở ngoài, mình lạy và hướng tâm vào Phật vẫn được. Bởi vì một lạy xa bằng ba lạy gần, hình như là có phúc nhiều hơn thì phải. Ồ, trên lối đi nè. À, sư mình gom lại. Các bạn biết loài hoa này không? Cái này là hoa lộc vừng. Cây lộc vừng là một cây phong thủy. Nếu mà nói về giá trị á, thì rất là cao. Và lộc vừng còn là vực lộc vừng đỏ nữa. Khi mà hoa rơi xuống là đầy cả sân luôn nè. Và lúc mà gom lại đó thì là như nhung này. Và cái loại hoa này nè, nó rất là đẹp. Người ta nói là nếu như mà nhà nào mà làm ăn á, muốn được may mắn và dễ thành công á, thì trồng một gốc lộc vừng trong tiểu cảnh bonsai của nhà mình. Thì ở đây mình có một cây lộc vừng đã khá lớn. Và hoa rụng á, là từ những cái dây như thế này nè.
Như cái dây này là hiện giờ là chuẩn bị ra hoa nè, còn dây này là đã rụng xuống hết giống như hồi nãy rồi. Mô Phật, quý vị ơi, ở đây là có một pho tượng Phật mang dáng hình tượng Phật nằm. Phật nằm nhập Niết Bàn theo tư thế là nằm ở Niết Bàn như thế này. Tiếp tục lối đi thì mọi người sẽ thấy có một pho tượng Phật Mẹ Quan Âm đang tọa trên đài sen ở giữa một tiểu cảnh hòn non bộ đầy các cây luôn, có cả cây trúc nữa, và mẹ ngồi ở đó trong tiểu cảnh, còn có cả hồ nước nhỏ ở xung quanh nữa. Lúc mà tới đây nè, còn nghe được cả là tiếng chim hót xung quanh nữa. Tiếp tục trên lối đi, mình tới một ngôi miếu nhỏ nhưng khang trang, có long phụng hai bên lối vào, và trên bàn thờ đó là người ta đang thờ Mẹ Địa Mẫu và năm mẹ ngũ hành. Và tới đây mình đã tới khu nội viện của chùa, mình không có nên làm phiền các sư thầy nghỉ ngơi nên mình sẽ đi tiếp qua khúc phía bên kia. Mời mọi người ạ. Mình bắt gặp ở đây có một cái loại mai được gọi là mai tứ quý nè. Đó, với có một câu thơ mình chiêm nghiệm là: đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một nhành mai. Ở đây là nhiều nhành nữa, chứng tỏ là tuy xuân tàn nhưng mà niềm vui của mọi người á luôn luôn có ở trong cuộc sống, đúng không các bạn? Trong khoảng sân của chùa có một pho tượng rất là đẹp, làm bằng đá trắng và từng nét mặt cử chỉ cực kỳ sống động luôn. Ngài đang cầm một cây quạt và ngồi theo một cái tư thế. Mình không hiểu tư thế này là gì, nhưng mà là rất là có cái vẻ thiền và an tâm với tự tại. Và có một ngôi miếu thờ Quan Thánh ở đây. Ở khu vực này cây cối đổ bóng mát rất là thoáng và có cái bóng cây xanh á, nhưng mà ở giữa thì nổi lên có một bục bát giác, phía trên có một tượng Phật cực kỳ đặc biệt luôn, đó là tượng Phật bốn mặt. Tượng Phật bốn mặt rất là ít thấy trong các chùa ở Việt Nam, nhưng nơi đây có một ngôi tháp nhỏ và tượng Phật được nằm ở trong tháp, mà xung quanh có bao cả kính nữa để giữ cho Phật lúc nào cũng là trong cái tình trạng là đẹp nhất. Ở phía bên kia là khu nội điện và đang có những cái phần đất ở phía sau còn rất là rộng, thì chùa đang tiến hành là có thể là xây dựng lên. Hình như mình thấy cái chỗ đó là khu vực bếp ăn á, chắc là mở rộng bếp ăn ra, bởi vì
chùa có những cái chương trình một tháng 4 lần làm những suất ăn từ thiện để mà cung cấp cho các gia đình, hoặc là gia đình nghèo hoặc là trẻ cơ nhỡ. Một lần như vậy hình như tới 100-150 suất lận. Wow, chỗ này có một cây. Mình thấy cái trái này rõ ràng là trái thơm và cái khóm thơm luôn kìa. Nhưng mà nó nhỏ thôi, nó còn non á, vẫn còn màu trắng nè. Và lá thơm ở đây hình như là nhỏ thôi thì gọi là cái này là thơm kiển nè. Không ngờ là trong chùa của mình có một cái cây xinh như thế này. Và mình cứ tưởng như vậy nè, một chậu, một khóm thơm là ra một trái thôi. Nhưng mà ở đây không phải nha, cái này là một trái nè. Đó, rồi bên đây lại ra thêm một nhánh nữa, cái này là hai trái nè, chứng tỏ là chậu này mà sai quả ra là rất là nhiều trái. Bên kia nữa còn là ba trái nữa. Và nếu mà không nhầm á, thì là từ những cái búp khóm nhỏ như thế này nè, mọi người có thể là lấy để mà trồng lên một cây thơm mới. Ở đây có thêm một cây nữa nè. Trong sân của chùa mình thấy có chăm sóc một số loại hoa lan nữa. Thì lan có rất là nhiều màu, màu vàng, màu tím nè. Và có một nhánh lan mà giá thể để ở trên cây cổ thụ và đã mọc ra hoa rồi. Đây là một loại lan hài. Thường thường giá trị của lan hài ở ngoài cũng khá là quý. Ở trên con đường tiến vào tượng Phật 40 á, thì nhà chùa trồng các cái loại thông, mà thông lá kim á nha. Wow. Hai bên lối đi ở dãy tượng La Hán đó mọi người, thì mọi người xem nè, đây là một chậu rất là to, sen này được gọi là sen mini. Các bạn nhìn là bàn tay mình nè, với lại một lá nha, một cái lá ở đây đi, một cái lá ở đây đi, thì các bạn thấy nè, lá sen mini á là bằng cơ khoảng là lòng bàn tay mình thôi, nên mọi thứ đều mini, rất là dễ thương, nhìn cưng lắm. Ví dụ như là hoa nè, hoa nè, đây là búp nha, nhìn trông rất là đẹp nữa, mà mốt tỏa ra thành một hoa sen. Và khi mà hoa sen rụng hết thì mình có đài sen và gương sen ở đây. Gương sen cũng mini, nhìn nó dễ thương, có chút xíu thôi nhưng mà cũng có bốn cái hạt sen ở bên trong nè. Nếu mà lấy những hạt sen này có thể thỉnh được về trồng ở nhà thì còn gì là bằng nữa. Ở đây là một gương sen mà tới 2, 4, 6, 8 cái hạt sen ở bên trong luôn, và còn đầy đặn luôn. Nhưng mà tới qua bên đây,
Quý vị ơi, vậy là đã đi một vòng của chùa Thiên Mụ. Phải nói là ở đây cảnh quan và các pho tượng rất là đẹp, đặc biệt nữa là tượng Phật 40 mét sừng sững và 18 vị La Hán đó, trông phải nói là giống như thật vậy. Và cái nét từ bi tỏa ra, phải nói là đi mình sẽ thấy được cái tâm của mình rất là an. Nếu như mà có một dịp nào đó đi tới vùng đất Long An thì có lẽ là nếu mà quý vị có tâm hướng Phật, hãy ghé qua đây, mình sẽ cảm thấy bình an trong lòng rất là nhiều. Chúc cho quý vị một ngày có thật là nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người ạ. Hô Phật.